Mày về hồi nào vậy? Sao mày ngồi ở đây? Vào nhà nhanh nhanh đi, nắng chết. Ê, mày về hồi nào vậy? Sao không vô nhà? Vô sao được, tao bị chửi phá đám thì sao? Con quỷ, mày thấy hết rồi phải không? Thôi, ngồi xuống đó đi. Để tao giới thiệu anh Trình, bạn trai của tao. Gì mày? Nhà có đàn ông đó, mặc kỳ vậy? Khoác áo lên đi. Ôi, tao đẹp, tao có quyền. Với lại á, anh Trình là bạn trai của tao, có phải người lạ đâu. Ủa, phải em là bé Trang không? Anh nghe Hiếu nói mấy lần, nay mới được gặp em á. Dạ, tụi em là bạn học chung ở dưới quê, giờ lên ở chung nhà trọ luôn. À, nó hiền lắm đó anh. Nó và em á, cũng đang đóng bộ phim anh đầu tư đó. Nhưng mà, nó đóng mấy vai nhỏ nhỏ không à. Có gì, anh chiếu cố nó nha. Ai chứ bé Hiếu giới thiệu thì anh ưu tiên cho. Đó được rồi, để anh tính. Dạ, em cảm ơn anh. Em xin phép xuống bếp làm cơm. Anh, chiều nay á em đi quay xong, anh có tới đón em không? Chiều nay anh bận rồi. Tại sao anh hứa anh dẫn em đi shopping? Chiều nay anh bận thiệt. Anh đưa em tiền đi shopping nè, sáng sau anh đưa thêm nha. Thương anh quá à, cho em hung cái coi. Tối hung gì hung hoài à, tới giờ anh đi làm rồi, có gì anh gọi cho em. Trang ơi, đi ngang. Dạ, anh đi. Ê, ông cho mày vậy hoài luôn hả? Làm gì có. Lâu lâu á, ông mới cho tao đi shopping thôi. Nhưng mà tao có mấy ông vậy lận. Vậy nữa? Mày làm như ngạc nhiên dữ vậy. Mày không sợ mấy chả biết hả? Sao mà biết nổi. Tao chia lịch ra. Nhưng á, điều quan trọng, mo được mấy ông chả là phải giỏi mấy vụ này nè. Vụ gì? Vụ này nè. Con quỷ. Đúng, 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 đúng. Mày làm gì đúng dưới đúng. Để tao quay coi trông. Đẹp đó em. Đẹp đẹp đẹp. Giữ nguyên, giữ nguyên, giữ nguyên nha. Cỡ đầu mình bị sao vậy? Đây đây đây, buông tay đi, khi nó vô bên trong đi. Chán ghê, má trục trặc như vậy hoài, không biết khi nào mới xong. Tao cũng vậy, ngồi đợi 2 ngày rồi có được quay đâu. Mà cha đạo diễn cũng ác nữa, vai tao nhỏ xíu à, mà còn không cho quay trước để về. Tao nói với mày rồi, mày phải chân diện, tút tát lên thì mấy anh chả mới chịu ưu tiên cho mày. Cha nội nào chẳng mê gái. Tao thấy tao mặc vậy cũng được mà. Con nhỏ này lú thiệt á. Mày á phải mặc như vậy nè. Như vậy nè. Đó, như vậy nè. Con quỷ, biết rồi, để từ từ tao sửa. Tối nay á, cha Trình á chở tao đi ăn. Mày đi với tao nha. Tao kêu ổng giới thiệu cho mày một ông. Tối nay tao có hẹn với anh Tuấn rồi. Cái gì? Cha Tuấn cầu lông á hả? Tao tưởng
mà với ổng chia tay lâu rồi chứ. Tụi tao mới làm quà lại. Trời ơi là trời, mày dính vô ổng á chỉ có mặt rệt thôi. Ổng thì thất nghiệp, không lo được cho mày cái gì, làm sao mà ngóc đầu lên được đây. Ai nói mà ảnh thất nghiệp, ảnh bây giờ có công việc đàng hoàng, đang làm việc quý tộc, tiếp xúc với những người sang trọng không đó mày. Việc gì mà sang trọng, nói tao nghe coi. Tình có lúc khiến ta buồn chán, muốn khoanh tay quay mặt chăn màn, ngồi đêm nhưng biết nhân vần chán, nhắn cho ta một thời huy hoàng. Nàng như nữ vương huyền bí, cùng nhan sắc kia ngủ trì, làm ta đảo điên thật chi, mặt đời chê ta tình ngu si. Ngu si mẹ, ngu si ha. Bà chú, sao bà đá tôi? Tao còn muốn đá mày thêm mấy trăm cái nữa kìa. Sao mà không lâu lâu nhà? Bài đặt, ca nhạc đồ. Chị cứ yên tâm, để tôi lao, để tôi lao. Yên tâm cái gì? Mày lúc nào cũng yên tâm hết á. Nè, đó, một đống đó ha. Một đống, nè, đó, một đống đây nữa nè. Ê, bộ mày định hắt tao vô đây té chết hả mày? Chị ơi, bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? 30 giây. Mày làm như tao khùng vậy mà bình tĩnh. Anh Tuấn. Trang, chờ lâu không? Dạ không sao đâu anh. Ủa sao hôm nay tự nhiên tới giờ này? Không đi quay hả? Thằng em của em bị tai nạn thì em về chứ làm sao. Dạ, có sao không? Đưa nó vô bệnh viện, nghe đâu bị thương chân. Trời đất ơi, ghê vậy. Ai da, chết cha, bây giờ anh đang bận ở đây rồi, không đi về được. Đây, nè, em cầm đỡ 500 đi, về lo thang thuốc cho nó nha. Mà anh hết tiền rồi lấy tiền đâu mà xài. Ôi trời ơi, bà chủ ở đây bà hào phóng lắm. Tiền bạc ăn uống bà cho anh xài thoải mái luôn. Đừng có lo, để anh đứng tiền bà rồi gửi cho em thêm nha. Nè, cầm lấy đi. Rồi khi nào về? Giờ em về luôn, em tính nói với anh rồi em về. Thôi được rồi, giờ em về đi, có gì gọi cho anh nha. Cẩn thận đó. Em đi về nha. Trời ơi là trời, trết tôi rồi, trời ơi. Gì vậy? Trời ơi, mày thấy không? Thế máu đổ rồi nè. Trời ơi, tại mày ở dơ đó rồi mày làm mấy. Mày để cái sân này á, mày coi tao té nè. Mày nha, tao báo tin buồn cho mày biết trước nha. Chiều nay á, Ngân ăn cơm nha con. Tao cúp luôn cho mày 2 ngày luôn. Cho mày chợ, mày đi vô, mày đứng đây làm gì nữa? Máu đổ rồi nè. Rồi đẹp. Dạ chào anh. Hôm nay chi nhiêu được coi? Dạ hôm nay em chi 50 triệu. Còn hôm qua em chi 65 triệu đó anh. Anh coi đi. Bao qua mặt được ai chứ không qua mặt được tôi. Dạ em nói thiệt mà anh. Anh phải tin em chứ. Anh coi nè, hôm qua tới giờ em chi quá trời luôn. Tiền đạo cụ với tiền thiết kế nữa. Thôi, bà khỏi trình bày. Bà biết tôi là dân làm ăn, quăng động tiền đá tôi phải biết quản lý nó. Bà tưởng tôi là thằng tay mơ hả? Bà biết cái thằng Thịnh Khùng á, trợ lý của bà á, biết được để làm gì không hả? Dạ em biết rồi anh, em xin lỗi anh. Ngày mai em sẽ làm lại sổ sách để về báo cáo lại với anh. Bà á, muốn làm ăn lâu dài với tôi á thì đừng có bao giờ có mặt tôi như vậy nữa.
Bây giờ tôi cho bà chuộc lỗi. Nhưng bà phải làm cho tôi chuyện này. Chuyện gì vậy anh? Còn tiền bạc chưa bao nhiêu tôi cho bà luôn. Chuyện nhỏ. Dạ dạ. Hiểu chưa? Việc gì anh cứ nói. Mày yeah. Tao đang kêu người ta dễ mày gánh xuống đó mày. Quên 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 quên. Công chúa, lại đem chắc đi nè. Trời đất ơi, diễn gì mà kỳ cục vậy? Em xin lỗi. Hồi nãy tao đồ mà. Diễn thử lần nữa chết với tôi. Có sao không, có sao không? Đau dữ không? Trợ lý đâu rồi? Đem người đẹp vô băng bó coi. Lẹ lên mày. Sáng nay đi quay quanh đốt ngang hay sao á? Mày ấm vô luôn đi cho lẹ. Uống nước đi em. Dạ em cảm ơn chị. Em có đau lắm không? Dạ cảm ơn chị, em không sao. Chắc lát em hết à. Làm diễn viên quần chúng là như vậy đó. Người ta chỉ nâng niu diễn viên chính thôi à. Mà hình như chị thấy em có chuyện gì đó. Chị thấy em diễn không có tập trung. Dạ, thằng em bị tai nạn ở dưới quê. Mà em thì không kiếm đâu ra tiền hết. Em lo cho nó quá à. À, chị hiểu rồi. Làm diễn viên quần chúng là cực vậy đó. Mà sao em không tìm một cơ hội để tiến thân? Ở đây em đâu có quen ai đâu chị. Thấy em cũng tội nghiệp. Mà xinh gái nữa. Chị nói thiệt nè, có một người thích em cũng lâu lắm rồi. Mà ổng muốn nâng đỡ, tạo điều kiện cho em. Em có chịu không? Chị giới thiệu cho. Ai vậy chị? Người này em gặp rồi. Ông Trình. Ông là nhà đầu tư phim này đó. Anh Trình, nhưng mà anh cũng đang lăn xê Hiếu mà. Em không biết đó thôi. Ông quen con Hiếu chỉ là để vui chơi qua đường thôi. Người ông thích đó chính là em. Bây giờ nếu em chịu ổng, ổng sẽ chu cấp cho em hết mọi thứ. Và điện thoại không thèm bắt máy. Tại em bận đi quay, em có nói với anh rồi mà. Đi quay đi quay. Tối ngày quay ba cái vai nhỏ xíu mà cũng đi quay. Anh Tuấn. Thôi ngồi xuống. Anh xin lỗi. Anh không có ý xúc phạm em. Nhưng mà rõ ràng là người ta lợi dụng em. Người ta lợi dụng đam mê của em rồi trả tiền không được bao nhiêu hết. Đúng, họ trả tôi không bao nhiêu tiền. Tôi đang cần tiền lo cho em trai. Anh có lo được cho tôi không? Nói thật với anh, tôi đang được người ta lân xê, tạo cơ hội kiếm ra được tiền. Tôi không còn muốn sống trong cảnh thiếu hụt này nữa. Tôi đã chán lắm rồi. Ai tạo điều kiện lân xê em? Nói ra anh cũng đâu biết đâu.
Tôi không thể sống như vậy mãi được. Tôi phải cứu em trai tôi, để nó không bị tàn phế. Tôi phải tự tìm tương lai cho mình. Rồi, còn anh sao? Tôi phải lo cho gia đình tôi trước đã. Anh nên tự trách mình đi. Anh là đàn ông, nếu tôi lấy anh với đồng lương mạt triệp như vậy, anh lo cho tôi bằng cách nào? Chúng ta chia tay đi. Tôi này à, thằng quỷ sứ. Trời đất ơi, thì ra mày làm biến. Mày ở đây mày cô gái. Nè nghe, tao báo cho mày biết trước nha. Tháng này tao trừ lương mày 10 ngày, cúp ăn mày 5 ngày, cho mày bỏ cái tật làm biến, mê gái đồ. Bà thôi đi, bà giữ phải thôi nha. Bây giờ bà muốn cúp lương tôi phải không? Bà muốn trừ lương tôi phải không? Được rồi, muốn làm gì làm đi, bà tự quyết sang đi, tôi bỏ. Đi đi. Ê, Tuấn. Trời, nói vậy mà mày đi thiệt hả? Tuấn, trời ơi, tao năn nỉ mày. Mày suy nghĩ sao vậy? Trời ơi, tao đẹp vậy nè. Sao tao giặt đồ? Tao mặc quần áo đẹp vậy nè. Sao tao lên nhà? Tao lại mày mà về đây giùm tao Tuấn ơi. Tuấn. Anh ơi, tháng sau anh cho em thêm tiền nha. Tiền nhà, tiền quần áo, tiền son phấn. Em không còn nhiều hết á. Tiền anh cho em nhiều lắm mà. Có bao nhiêu đâu mà nhiều. Em xài vậy ai mà chịu nổi. Mà anh nói cho em nghe nè, giá chính phim tới á là anh giao cho Trang, chứ không phải em nữa nha. Cái gì? Tại sao? Tại sao anh làm vậy với em? Trang nói là bạn em mà. Thì chính em giới thiệu Trang cho anh, thì anh lấn xới Trang. Em còn muốn gì nữa? Anh Trình, anh có biết là vừa rồi em nhận được kết quả gì không? Kết quả gì? Đây nè, anh xem đi. 2 tháng rồi đó. Em tính vợ trò với anh hả? Tôi biết em quen rất là nhiều thằng, chứ không phải một mình tôi. Đồ khốn nạn. Bây giờ á, tôi còn không biết cái tay này là của ai nữa. Đừng có đó mà lên mặt với tôi nha. Đồ khốn nạn. Mày ngốn đánh tao của mày. Mày ngốn hả mày? Đừng giữ mặt với tao nha. Đau. Hãy